Sơn Tùng vừa khẳng định thương em, chị gái thì bảo chăm ẩn ấy cực gắt, có ngon thì ra trước mặt. Drama trà xanh giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này, dù sau này có nhau hay không. Không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em, Sơn Tùng một mạch trong đêm diễn tối ngày 23 tháng 1. Lời nhắn nhủ của nam ca sĩ được cho là gửi đến Thiều Bảo Trâm. Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau, ngày 24 tháng 1, Sơn Tùng đã chính thức unfollow bạn gái, tin đồn cũ trên Instagram cá nhân. Giữa drama trà xanh vẫn còn nóng hổi, chị gái Thiều Bảo Trâm bất ngờ đăng trạng thái ẩn ý vào đêm muộn 23 tháng 1. Ngon thì đứng ra trước mặt và sau đó xuống dòng mà chụp. Động thái này của cô nàng khiến chương trình không khỏi tò mò và bất ngờ. Nhiều người cho rằng cô đang muốn gửi lời đến Sơn Tùng, tuy nhiên cũng có ý kiến đứng về phía Sơn Tùng và đặt giả thuyết có thể Thiều Bảo Trâm chỉ đang nói bâng quơ.